Tiểu sử ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940, là một chính khách Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001 và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011. Về tiểu sử, ông là một người dân tộc Tày, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 ở xã Cường Lợi, huyện Na Dì, tỉnh Bắc Cạn. Xuất thân trong một gia đình nông dân, dân tộc Tày, tham gia hoạt động cách mạng năm 1958, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 5 tháng 7 năm 1963. Từ năm 1958 đến năm 1961, ông học trường trung cấp Nông Lâm, Trung ương Hà Nội. 2 năm sau đó, ông là công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng ti lâm nghiệp Bắc Cạn. Sau đó là đội phó, đội khai thác gỗ Bạch Thông. Từ năm 1966 đến năm 1971, ông du học tại Học viện Lâm nghiệp Leningrad tại Saint Petersburg. Từ năm 1972 đến năm 1973, ông về nước và làm phó ban thanh tra ti lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, nay tách ra thành 2 tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Từ năm 1973 đến năm 1974, ông làm giám đốc lâm trường Phú Lương, tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1974 đến năm 1976, ông học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là tỉnh ủy viên, phó trưởng ti lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, kiêm chủ nhiệm công ty xây dựng lâm nghiệp, rồi trưởng ti lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1980 đến năm 1984, ông làm tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1984 đến tháng 10 năm 1986, ông đảm nhiệm chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái. Từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 2 năm 1989, ông là bí thư tỉnh ủy Bắc Thái. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3 năm 1989, tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 6, Nông Đức Mạnh được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8 năm 1989, ông được phân công làm trưởng Ban dân tộc Trung ương. Tháng 11 năm 1989, ông được bầu bổ sung đại biểu Quốc hội khóa 8 và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Tháng 6 năm 1991, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nông Đức Mạnh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 9 năm 1992, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 9. Tháng 6 năm 1996, ông làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. Tháng 9 năm 1997, ông tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Tháng 1 năm 1998, ông được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 2006, ông được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 năm 2011, ông nghỉ hưu. Về gia đình, cha mẹ của ông là ông Nông Văn Lại và bà Hoàng Thị Nhị. Hàng năm vào tháng 3 âm lịch, tức Tết Thanh Minh, ông luôn về quê để tảo mộ cha mẹ. Hai người đều mất sớm. Ông còn có một người em trai, em gái ở quê. Phu nhân của ông là bà Lý Thị Bang, sinh năm 1942, mất năm 2010. Con trai cả của ông là ông Nông Quốc Tuấn, hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Trên đây là bài viết về thông tin tiểu sử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 2001 đến năm 2011, ông Nông Đức Mạnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.